Hôm nay chúng ta sẽ học về điều kiện tạo thành hình bình hành. Hình tứ giác đạt được những điều kiện sau sẽ tạo thành hình bình hành. Thứ nhất, hình tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành. Cạnh đối là cạnh đối diện nhau. Thứ hai, hình tứ giác có hai cặp cạnh đối bằng nhau là hình bình hành. Thứ ba, hình tứ giác có hai cặp góc đối bằng nhau là hình bình hành. Góc đối là góc đối diện nhau. Thứ tư, hình tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành. Cuối cùng, thứ năm là hình tứ giác có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành. Tiếp theo là phần luyện tập. Sau khi câu hỏi hiện ra, các em hãy bấm nút để màn hình dừng lại, rồi sau đó mới thực hiện giải bài. Giải xong thì bấm nút để câu hỏi hiện ra và khoanh tròn vào câu mình vừa giải. Giờ chúng ta so đáp án với nhau nhé. Hình tứ giác 1, vì có hai cặp góc đối bằng nhau nên là hình bình hành. Hình tứ giác 2, vì có một cặp cạnh song song và bằng nhau nên là hình bình hành. Hình tứ giác 3, vì không đáp ứng được điều kiện nên không phải là hình bình hành. Các em có làm đúng cả 3 câu không? Nếu chưa đúng, các em hãy ôn kỹ lại một lần nữa nhé. Cuối cùng là phần ôn tập bài ngày hôm nay. Có 5 điều kiện để tứ giác là hình bình hành. Thứ nhất là có hai cặp cạnh đối song song. Thứ hai là có hai cặp cạnh đối bằng nhau. Thứ ba là có hai cặp góc đối bằng nhau. Thứ tư là có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Cuối cùng thứ năm là một cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Trong 5 điều kiện trên, nếu đạt được một điều kiện thì tứ giác đó là hình bình hành. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc.